Một nhóm học sinh của trường trung học cơ sở ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang rủ nhau tắm cồn và hai em đuối nước thương tâm. Chiều qua, sau khi tan học, khoảng 9 em học sinh đã rủ nhau đi tắm ở bãi bồi ven cồn thuộc phường Long Châu, thị xã Tân Châu. Thì em Đỗ Thị Mỹ Phương và Nguyễn Thanh Tuấn, 13 tuổi, bơi ra xa dẫn đến đuối nước, chìm theo dòng nước. Thấy bạn gặp nạn, em Phan Trọng Nhân đã bơi ra cứu nhưng cũng bị nước cuốn. Hay tin, những người lớn tuổi tại đây đã bơi ra cứu hộ nhưng chỉ kịp đưa em Mỹ Phương vào bờ. Riêng Tuấn và Nhân chìm sâu xuống nước và mất tích. Đến 20 giờ đêm qua, thi thể của hai em đã được tìm thấy cách hiện trường 100 mét. Bãi cùng này đã từng xảy ra nhiều vụ chết đuối, nhưng các em học sinh vẫn thường hay ra đây tắm.